Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Cần phải dẹp bỏ tuyên giáo để cởi trói cho tự do ngôn luận và xã hội dân sự. Ngày 1 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài: Hai nhà hoạt động tuyên giáo không còn hợp thời nên dẹp, cần cổ suý xã hội dân sự. Theo đó, VOA cho biết, nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam mới đây căn dặn bộ máy tuyên giáo chớ có giáo điều, nói không đi đôi với làm. Hai nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội nói rằng, ngành tuyên giáo đã lỗi thời hại nhiều hơn lợi và nên dẹp bỏ. VOA trích tường thuật của một số báo nhà nước, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Tô Lâm họp với ban tuyên giáo trung ương của đảng ngày 29 tháng 10 và đề ra mục tiêu của công tác tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng mới là phải tạo ra sự thông suốt, đoàn kết, nhất trí trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện các chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Và đây là hình bài trên VOA ông tô lâm đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo và ông cảnh báo rằng nếu đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo không thực chất không thực lòng không đổi mới không sáng tạo thì không đi vào lòng người lòng dân voa dẫn lời cụ tù nhân lương tâm lê anh hùng nhận xét cuộc họp của ông tô lâm với ban tuyên giáo trung ương cho thấy cơ quan này có tầm quan trọng hệ thống chính trị ông hùng lập luận rằng ban tuyên giáo trung ương là công cụ của chính quyền thực hiện việc tuyên truyền nhòi sọ, một chiều, dối trá, theo cách dùng từ của ông, để biện bạch về sự tồn tại của hệ thống và thúc đẩy tính điều sai trái về chủ nghĩa mác Lenin. Nếu muốn đất nước này thực sự bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình của dân tộc, như lời khẳng định của Tổng Bí Thư Tô Lâm, tôi nghĩ ban tuyên giáo cần phải là một trong những cơ quan đầu tiên bị dẹp bỏ, vứt vào sọt rác, ông Hùng khẳng định. VOA dẫn bình luận của nhà báo, nhà hoạt động Huỳnh Ngọc Trên cho rằng, Ít ai quan tâm nói tới Mark Lenin, đấu tranh giai cấp. Thời đại này thông tin qua truyền thông, mạng xã hội nhiều rồi. Người dân thích cái gì, người ta tìm đến cái đó. Người ta tập trung rất nhiều vào đời sống, cách làm ăn, cách sinh hoạt, vui chơi, giải trí. Cần tuyên truyền về những điều đó, dân sống hữu ích hơn, lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. VOA nhắc lại, hồi tháng 9 năm 2023, Liên Hiệp Quốc ra một báo cáo, trong đó nói rằng chính phủ Việt Nam đã ra tay tăng cường kiểm soát, ngăn cản, bắt bớ, làm cho không gian hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự bị thu hẹp. Về vấn đề này, ông Chen đưa ra nhận xét như sau. Tổ chức xã hội dân sự xuất hiện rất nhiều, từ năm 2005 đến năm 2015, năm 2016, nhưng sau đó bị đàn áp, bị dẹp, những người trong các tổ chức đó bị đi tù rất nhiều. Bây giờ các tổ chức xã hội dân sự không còn hoạt động. Để phục hồi lại, có lẽ phải chờ sự cải mở của nhà nước theo những cam kết của nhà nước với quốc tế về việc Việt Nam đổi mới. VOA cho hay nhà hoạt động Lê Anh Hùng có chung suy nghĩ. Ông nói: "Ở các nền dân chủ hiện đại, xã hội dân sự là xương sống, là một trụ cột. Muốn Việt Nam thật sự vươn mình lớn dậy trong kỷ nguyên mới, một trong những ưu tiên đầu tiên là phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển của hệ thống các tổ chức xã hội dân sự." Điều đấy chắc chắn sẽ góp phần lan tỏa ra những hiệu ứng tích cực khác trong xã hội. Theo ông Hùng, nếu nhà nước Việt Nam không can thiệp, người dân sẽ được thực hiện các quyền tự do cơ bản theo hiến pháp, các tổ chức xã hội dân sự sẽ xuất hiện trở lại một cách tự nhiên, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân trong xã hội hiện đại. Chỉ cần Việt Nam gỡ những nút thắt, những trói buộc này, tự khắc các tổ chức xã hội dân sự sẽ ra đời và phát triển. Đồng thời, nếu Việt Nam gỡ bỏ những trói buộc khác, từ khác, đất nước sẽ vươn mình lớn dậy mà không cần một lời kêu gọi nào cả. Ông Hùng đưa ra nhận định. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cần phải dẹp bỏ tuyên giáo để cởi trói cho tự do ngôn luận và xã hội dân sự. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Công an sáng nắng, chiều mưa Ngày 29 tháng 10, AFA Tiếng Việt có bài Đóng đảnh như Bộ Công an của nhà báo Nguyễn Nhân Tác giả Mỹ Mai nói đóng đảnh còn là nói nhẹ, nói yêu đấy Đúng thì phải gọi là bắt bật, ích kỷ, thất thường, sáng nắng, chiều mưa, trưa gió, mùa đông bắc Tác giả lấy ví dụ điển hình là vụ căn cước công dân. Và đây là hình bài trên AFA. Theo đó, 4 năm trước, công an các phường được giao phải đạt chỉ tiêu càng cao càng tốt, thậm chí phải đạt 100% công dân trong địa bàn phụ trách đi làm căn cước gắn chip. Nếu công an nào không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị trừ điểm thi đua, cắt tiền thưởng và có thể ảnh hưởng đến việc thăng cấp. Thế là công an địa phương như Phát Điên, họ la đi dục dân làm căn cước gắn chip rồi dính mông vào ghế cấp lấy cấp để từ 6 giờ đến 7 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm kể cả ngày nghỉ. Tác giả chăm chọc, làm giấy tờ mà vội vã, cuốn cuồng như chạy giặt, nên cấp được 100 căn cước mới thì sai đến 50 cái. Ác nổi, công an cấp sai, nhưng dân phải tự đến trụ sở công an làm lại giấy tờ, đóng thêm một lượt phí. Người dân than trời, nhưng công an mặc kệ. Quyền trong tay công an, muốn thắc mắc à, lên phường thắc mắc. Chỉ biết là càng nhiều căn cước bị làm sai thì ngành càng thu được nhiều lệ phí. Hơn nữa, tác giả cho rằng việc Bộ Công an buộc người dân phải làm căn cước ở đúng nơi đăng ký hộ khẩu đã khiến cả xã hội náo loạn cả lên. Và đây là hình cảnh trắng đêm chờ làm căn cước công dân năm 2021. Báo chí la hét, dân tình than vang mắng chửi, mãi rồi bộ cũng thủng, cho phép người dân chỉ việc đến công an, nơi đang ở làm căn cước mới, không còn phải về quê nữa dân thở vào, công ty, doanh nghiệp thở ra còn dài hơn cả dân. Nhưng chưa xong, tác giả cho biết, mẫu căn cước mới còn chưa kịp sửa, những thông tin sai thì Bộ Công an đã thay mẫu mới. Lần đổi căn cước thứ này, Bộ quy định cấp cho cả trẻ em, từ 6 tuổi đến 14 tuổi, ai thích thì làm, không thích thì thôi. Bộ Công an không ép, nhưng vẫn theo tác giả, Công an cấp cơ sở thì hình như lại được giao chỉ tiêu. Thế là học sinh cuối cấp 1 muốn thi chuyển cấp thì phải có thẻ căn cước. Phí làm thẻ chỉ mấy chục ngàn, nhưng với hàng ngàn hàng triệu học sinh, ngành công an thu được một khoản to. Tác giả chăm biếm, trí tuệ kinh doanh là đây, chứ tìm chi cho xa nữa. Nên mặc dù trên bề mặt thì luật căn cước mới có vẻ như không làm xáo trộn cuộc sống của người dân, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Hầu như toàn bộ dân đều được công an phường bơm vào đầu rằng chỉ có căn cước gắn chip trở lên, đến thẻ căn cước mới là hợp pháp. Bất chấp thông tin ghi rõ trên chính trang web của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính, quy định người dân vẫn được sử dụng 5 loại giấy chứng minh căn cước. Tác giả ngán ngẩm, thật sự là xem thường dân, hành dân như con ở. Và đây là hình quy định người dân được giám sát cảnh sát giao thông bằng ghi âm, ghi hình bị bãi bỏ. Tác giả nhắc lại, 4 năm trước, chính Bộ Công an ủng hộ hết lời vì cho phép người dân giám sát công an thông qua ghi âm, ghi hình theo thông tư 67 năm 2019. Ngờ đâu niềm vui ngắn chẳng tài gan, mới vài năm đến tháng 9 năm 2024 vẫn Bộ Công an ra tiếp thông tư 46 kết thúc chính sự sáng suốt trước đó. Tác giả đề cập đến một lý do mà Bộ Công an đưa ra gây bất ngờ vì sự thành thật. Đó là một bộ phận cảnh sát giao thông chưa chịu khó học tập, nghiên cứu tài liệu khi làm việc với nhân dân, chưa nắm được pháp luật, nghiệp vụ dẫn đến quá trình xử lý tình huống, chưa giải thích thỏa đáng những yêu cầu, hỏi đáp của nhân dân. Tác giả chế diễu, trời đất ơi, chơi vậy khôn quá, các anh ăn lương làm việc, vỗ ngực vì dân phục vụ, mà lại lười, dốt, bị dân bẻ cho cứng họng, thì lại đổ lỗi cho dân. Tác giả kết luận, cả hai lĩnh vực kể trên đều là không gian ngành công an, tiếp xúc với người dân nhiều nhất, thể hiện sự phục vụ rõ nhất đồng thời cũng thể hiện quyền lực của ngành công an mạnh mẽ. Thế nhưng cách giải quyết mâu thuẫn lúng túng của ngành công an trong hai việc cụ thể nói trên đều tuân theo một phương pháp không hề liên quan đến khẩu hiệu của họ. Đó là đổ tất cả khó khăn trở ngại lên đầu dân, còn mình hễ hả xoa tay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Bộ công an sáng nắng, chiều mưa xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.